với 14 trạm BTS thân thiện với môi trường được đặt tại Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh. Mobifone hiện là nhà mạng tiên phong triển khai thí điểm trạm BTS xanh thân thiện với môi trường. Các trạm BTS xanh do Mobifone lắp đặt đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng cũng như cảnh quan kiến trúc đô thị. Theo đó, mỗi thân cột có hệ thống giá đỡ, treo các biển thông tin. Bên dưới là bốt du lịch tích hợp bản đồ, chân trạm là bồn hoa. Dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng 300 trạm BTS xanh được Mobifone xây dựng thêm.